Theo gốc cây ớt đó là nó sẽ có cỏ dưới gốc của nó đó. Cái hôm nay nhiệm vụ của em là sẽ đi nhổ cỏ. Từ đó cái cha mẹ em qua đây làm luôn với em tới giờ đó cả nhà. Nè, nó cứ đi theo hoài gì đây nè. Đi làm mà nó cứ đi theo hoài á, nó em mà đi đó, em mà đi là nó sẽ đi theo hoài vậy đó. Con mèo Hàn Quốc nó biết ăn bánh mì nữa cả nhà ơi. Để mai mà nếu mà cha đi trễ trễ á thì em xin đi theo để em quay cái cảnh mà chợ bò của bên Hàn Quốc cho mọi người xem nha. Còn hồi nãy cha chồng em á là chạy cái máy cày này nè. Cái nâng cái lồng này lên, bỏ lên cái xe để mai cái cha chở bò nghé đi bán á cô chú anh chị. Ngày mai chở con bò bự này đi bán nha cả nhà. Xem kênh YouTube của em nha cả nhà ơi. Hôm nay thì em không có đi lại mẹ, em sẽ đi làm ở trong cái chạy ớt ở nhà em á đó. Đó nhà em đậu chỗ cái xe trắng trắng đó, cái mình lội cái chạy ớt nè cả nhà. Đó cái chạy ớt màu trắng trắng thấy chưa. Bây giờ em sẽ lội cái chạy ớt để mà làm trong chạy ớt ngày hôm nay nha. Hôm nay em sẽ đi nhổ cỏ theo mấy cái gốc cây ớt á, nó lên cỏ cái mình đi nhổ cỏ nè, rồi đi cắt mấy cái sợi dây dư á, rồi dưới đi gỡ mấy cái kẹp ở dưới gốc cây ra. Để nữa cây ớt nó cũng to lên, nó cao, nó to quá thì mình không gỡ được á mà mọi người. Hôm nay làm lủi thủi của mình là chắc buồn á. Hôm qua cái mẹ chuẩn bị cho một phít trà đường nè. Rồi cái này là cái ghế để mình ngồi á, cho đỡ đau cái đầu gối. Này cái phít trà đường là lúc nào đi ruộng á cũng phải đem cái phít trà đường theo vậy hết trơn cả nhà. Ghiền trà đường á. Chứ bây giờ ở trong trại nó hầm lắm rồi. Bây giờ bên ngoài thì nhiệt độ nó tầm 15, 16 độ nhưng mà trong trại chắc 30, 30 mấy độ luôn á mọi người. Ở chỗ em á nghe tầm tháng 4 là người ta sẽ đi nhổ bông tỏi. Rồi cuối tháng 5, tháng 6, tháng 7 rồi là người ta sẽ nhổ tỏi, nhổ củ hành. Tới đó ngoài ruộng đông người vui lắm cả nhà. Còn hiện tại thì lác đác thôi, ít có người làm lắm. Đó lội một hồi thì cũng tới cái trại nè đó. Từ nhà em nếu lội đường tắt đó, cái nhà đen đen đó là của nhà em ha. Nếu lội đường tắt đi thẳng xuống thì nhanh lắm. Tầm 10 mét không được nữa. Tại em đi đường vòng á thì nó lâu một chút. Đi đường vòng thì chắc tầm 200m mà đi đường tắt thì có 10m à. Nhưng mà tại đi đường vòng á, tại vừa đi cái vừa tập thể dục luôn á, cho nên là cứ đi đường bình thường, không có đi đường tắt. Đi vừa tới chợ cả nhà. Bây giờ để em để cái phích nước chỗ cái ghế này đi. Em là ai biết em là biết rồi đó, ghiền trà đường lắm luôn á. Đi làm không có phích trà đường là tao nói làm không nổi luôn á. Nè, cả nhà hay hỏi em về cái ghế này nhiều lắm luôn á. Cái ghế này là mình ngồi vô nè, mình rút hai cái giò mình vô đây mình ngồi á, nó dính theo cái người mình luôn á. Mình đứng lên thì nó cũng đứng lên, mình ngồi xuống thì ngồi xuống á. Nhưng mà làm có cái ghế này chứ nó nhẹ lắm nha, nó khỏe biết bao nhiêu luôn á, mình đỡ đau gối nè. Nói chung là có cái ghế này nó giúp ích cho mình nhiều lắm luôn á nha cả nhà. Vậy là mình đeo nó lên rồi nè cả nhà đó. Vậy là đeo cái ghế dính vô cái đít luôn rồi vậy đó. Mắc cười chưa. Bây giờ em sẽ đi làm nha cả nhà. Đi cắt dây nè, rồi đi nhổ cỏ nữa. Rồi dư sẵn đẩy cái xe theo để mà mình gỡ mấy cái kẹp bỏ vô trong xe luôn. Theo mấy cái gốc cây ớt á là nó sẽ có cỏ như nè. Cái mình đi mình nhổ cỏ theo mấy cái lần này nè. Đó mọi người thấy chưa, theo gốc cây ớt á là nó sẽ có cỏ dưới gốc của nó đó. Cái hôm nay nhiệm vụ của em là sẽ đi nhổ cỏ. Nhổ cỏ hai bên đường nè, rồi nhổ cỏ dưới gốc cây ớt. Rồi ở đây nó có cọng dây nè, những cái cọng dây này nè, hả? Cái này nó dư ra cái mình sẽ cắt bỏ luôn, rồi gỡ cái kẹp. Cái kẹp này nè cả nhà. Đó, mình sẽ gỡ ra mình bỏ chi trong bao mình cắt lại để vụ tới mình trồng qua. Qua đợt này ớt xuống trái bự bự không cô chú anh chị ơi. Thích quá. À, đã quá. Chắc đừng sao mình đi hái được nhiều ớt lắm á. Có đem cái kéo theo nè để ngồi mình cắt dây á, cắt cái dây dư ra mình bỏ đó cô chú anh chị. Hôm nay nhiệm vụ của em là sẽ đi nhổ cỏ nè. Đó, nhổ mấy cỏ này nè, nhổ mình để cặp đây là nó sẽ khô, nó chết nè. Nhưng mà nhổ này nó cũng mau lên lắm, nhưng mà cũng phải nhổ thôi chứ nhổ chùm vài bữa là nó sẽ lên cái khác nữa rồi. Thì mình cứ đi nhổ hoài vậy đó, làm nông mà cả nhà. Làm nông là cứ làm lặt vặt làm hoài vậy đó, làm quanh năm suốt tháng vậy đó. Làm nông cái nó cực là mình phải làm hoài, mình lấy công làm lời á. Mình không làm thì mình mướn người thì mình xài mình còn ít tiền lại. Mình chịu khó mình đi làm thì cái tiền đó mình không có mướn người thay gì của mình hết luôn. Đó, nó vậy đó cho nên đó là em toàn là đi làm không mà ít khi nào mướn người lắm cô chú anh chị. Đây nè, trong đây nè thấy không? Cái gốc này là cỏ dữ lắm nè, mình phải nhổ nó bỏ hết đi.
Nhiệm vụ của em là sẽ đi nhổ mấy cái cỏ này nè. Mơi hay là mốt gì đó lại đi hái ớt nữa cả nhà. Thật là thấy ớt xuống trái nhiều quá nên chắc mình hái được nhiều đó. Mơi đi hái ớt lắm cả nhà ơi. Hái ớt nghe cái tiếng bụp bụp của nó im tay ha. Mà lửa ớt thì ngán ngán mà ngán cái khúc lửa ớt á. Lửa ớt cái nó nhàn quá nó bị bừng ngủ. Sáng là thức dậy xong cái chuẩn bị quần áo, giày dép rồi này kia cặp sách rồi cho Min đi học á. Min đi học xong á thì lại đi về cái chuẩn bị đồ đạc để mà đi ruộng. Cho nên là như vậy thì cũng cỡ khoảng 9-10 giờ sáng rồi. Cái mình không có làm được bao nhiêu hết trơn cô chú anh chị. Không làm được bao nhiêu, cái tới giờ trưa cái ăn cơm, cái nghỉ trưa. Cho nên ngày mình làm ít vậy đó. Với lại mình làm công việc của mình mà mình không phải đi làm mướn làm thuê cho ai á. Cho nên cứ từ từ mà làm, cũng không có phải gấp hay là nhất thiết phải làm nhanh làm gì đâu. Mình cứ làm từ từ mình làm khi nào hết việc thì thôi à. Nó được cái là thoải mái là công việc của nhà mình đó. Cái em qua hàng năm nay nữa là cũng năm thứ 10, năm thứ 11 rồi đó cô chú anh chị. Cái năm đầu tiên qua hàng là em không có đi làm nè. Năm đầu tiên qua lúc đó cũng thích đi làm lắm mà ông xã đâu có cho đi làm đâu. Ông xã nói không biết tiếng tâm gì hết trơn á. Đi làm thì sợ người ta ăn hiếp á, cho nên là đâu có cho đi làm đâu. Cái em sống bên đây một năm, cái tiếng tâm cũng bắt đầu biết chút rồi, dành được chút cái ông xã mới cho đi làm. Lúc đầu tiên em đi làm là cũng đi làm công ty như mọi người vậy đó cô chú anh chị. Em đi làm trong công ty mà làm về thực phẩm á, làm về đóng hộp cá mồi đó cô chú anh chị. Cái em đi làm trong công ty đóng hộp cá mồi á, làm được tầm một năm á, làm được một năm luôn. Cái cha chồng em mới hỏi em á là em có làm năm được không, tại cha chồng em thấy em cũng chịu thương chịu khó đó cô chú anh chị. Cha chồng em nói em nhỏ tuổi nhưng mà em suy nghĩ chín chắn chứ em giỏi giang á, thấy em cái việc gì cũng làm được á, không bao giờ mà nể công nể việc, cái việc gì cũng làm hết trơn á. Cái cha mới nói là bạn của cha chồng trại gì nè, chồng trại nhà kính gì nè, cha hỏi em á là em có chịu làm nhà kính không, nếu chịu là cha chồng em sẽ cắt cái nhà kính lên để cho em làm, sau này mình khỏi đi làm mướn làm thuê cho ai hết á. Mình làm chủ, mình làm xiên á thì mình làm nhiều, rồi làm biếng mình mướn người thì mình ăn ít lại kiểu vậy á. Cái đó là lần đầu tiên là sau khi mà hội ý xong á là cha cắt cái trại này nè, là cái trại hiện tại em đang hái ớt đó. Đó là cái trại này là em cắt được 7 năm rồi. Sau khi mà em làm được cái trại này 1 năm, cái ông xã em thấy ok, thấy cũng được, khỏe hơn đi làm công ty. Cha chồng em nói là vậy thôi thì kêu chồng em là nghỉ đi làm công ty luôn đi, để cha chồng em cắt hai cái trại thiệt là to, là hiện tại là hai cái trại đó là mình trồng cà đằng chỗ cha mẹ em ở đó cô chú anh chị. Cắt hai cái trại to đó đó, cắt xong cái lãnh cho cha mẹ ruột em qua, là lãnh cho cha mẹ vợ, lãnh cho bà xui qua đó làm chung á, cái xúm nhau làm gia đình mình khỏi mướn người vậy đó. Cái là từ đó cái cha mẹ em qua đây làm luôn với em tới giờ đó cả nhà. Đó, cho nên là cha mẹ em làm sao em có 1 năm một thôi. Thí dụ mà em mà làm nông 10 năm là cha mẹ em làm 9 năm rồi đó, kiểu như vậy đó. Nói chung là em làm cái năm này 1 năm trước, em làm trại ớt này là 1 năm, sau đó là cắt hai trại cà đằng kia, cái cha mẹ em qua luôn tới giờ đó. Cha mẹ em sống với em hiện tại thì cũng là năm thứ 6, thứ 7 rồi đó cả nhà. Năm nay là năm thứ 7 rồi đó cô chú anh chị. Cha mẹ em sống bên Hàn với em là 7 năm rồi. À, còn 1 năm nữa là cha mẹ hết visa rồi, còn 1 năm nữa là hết visa phải về Việt Nam rồi. Bây giờ ngày xưa thì Lực nó cho là mỗi khi mà lãnh cha mẹ qua cha mẹ em sẽ ở bên Hàn được 5 năm. Còn bây giờ cái Lực của Hàn nó đổi vậy đó cô chú anh chị, chỉ còn được có 3 năm mà. Cho nên là cha mẹ sống với em 3 năm rồi, cái về cái mình mắc làm giấy tờ lại, cái mê lại sang lại nữa, cứ vậy á cô chú anh chị. Khúc này đây em đã làm xong rồi nè cả nhà. Đang lay quay cái đi làm cỏ theo mấy cái rảnh này nè, là tự nhiên cái bà Đen bà ra tới nữa rồi nè. Đó. Bà nghe tiếng em trong trại này là tao nói bà ra tối ngày luôn đó. Bây giờ ra đây là ở lì đây với em luôn rồi đó, không chịu vô luôn rồi đó. Tội nghiệp nó lắm luôn.
À, ngày nào mà em đi hái ớt ở chạy này ha, là tao nói nó sẽ nghe tiếng em không, là nó đi ra đây với em nè. Nó ra ở từ sáng tới chiều luôn á. Khi nào mà em đi vô thì nó mới đi vô. Con mèo mà nó tưởng là con chó không, mà nó liếm mình như là con chó gì đó. Thấy cưng lắm, coi nè. Cái lông của nó xù nè, lông quá trời lông luôn. Cưng lắm. À, nó đi theo mình không à. Tội nghiệp nó lắm luôn. Nó là con mèo hoang á, tại mình cho nó ăn giết cái nó thương mình luôn à. Nó đi. Ôi ôi, ớt nó mới ra được trái mới đó cả nhà. Cái trái nào trái nó to đùng quá nè. Wow, trái ớt gì mà nó to là to luôn nè. Trái nào trái nấy to đùng luôn. Đi hái mà gặp mấy chớt này là hái ham lắm luôn. Hái chẳng mấy chốc mà đầy bao không hay luôn. Thích đi nè. Ít trái nhưng mà trái nào trái nấy bự bự không à. Nhìn thấy ham lắm kìa. Nè, nó cứ đi theo hoài gì đây nè. Đi làm mà nó cứ đi theo hoài á. Nó, em mà đi đó. Em mà đi là nó sẽ đi theo hoài vậy đó. Cứ đi tới là nó sẽ đi tới, rồi mình đi lui là nó sẽ đi lui á. Mà nó khôn cái á ha, là nó nghe tiếng em trong trại này á, là nó sẽ đi ra đây hoài vậy đó. Nó ở từ sáng tới chiều á. Khi nào mà em đi vô là nó đi vô rồi đó. Lại đây. Cưng lắm, tội nghiệp đó lắm. Tối nào đi lại nhà mẹ em gì á, cũng chiên cho nó cục xúc xích đem về cho nó ăn, cho nó khoái ăn xúc xích lắm. À, lông quá thì lông luôn. Con mèo này á, là con mèo nào mà người ta nhà người ta giàu là người ta cưng lắm nè. Nó lông xù nè, ít có mèo lông xù lắm. Đa số là mèo sẽ là nó lông nó sát á. Con mèo này nó lông xù nè. Đẹp ghê chứ cả nhà. Đó, như... đó, em đi làm cỏ là nó đi theo dòng ớt nó ngồi vậy đó. Nó ngồi nó canh vậy đó. Còn chút này nữa làm nhanh cho rồi cái đi vô. Còn chút nữa rồi nha. Còn chút nữa rồi đi vô nha. Cưng quá vậy. Nằm đó đợi vậy đó. Lội theo sáng giờ luôn đó cô chú anh chị, con mèo nè nó nằm kế bên. Nó lội theo em sáng giờ luôn, nó bỏ ăn luôn rồi đó. Mà sáng cho nó ăn miếng thức ăn là đi theo sáng giờ luôn đó. Còn chút nữa đi vô, chút đi vô lấy bánh ăn nha. Nè nè, còn nè, rồi nè, rồi nè, lại đây nè. Đi theo sáng giờ luôn hả chàng ơi, rồi vậy đó. Rồi xong rồi đã. Vô đi vô lấy bánh ăn nha. Rồi vậy là xong rồi đó. Vậy là ngày hôm nay làm được có 3 vòng mà cô chú anh chị. Hết trơn cái chạy này là tới 12 vòng lận. Chắc cái chạy này chắc em làm một mình em chắc cả 4 ngày. Tại vì mình làm nhà ấy, với lại cái này nó cũng không có gấp, cho nên là cũng làm từ từ á, không có nhất thiết phải làm nhanh á. Với lại làm chút xíu cái lại đi đi đón bé lớn em nữa, cho nên là không có được làm nguyên ngày, cứ làm chút vậy đó. Khi nào rảnh thì mình làm. Con mèo nằm sau lưng em kìa, mọi người thấy chưa? Đó, nằm đó đó đó. Đó, lết lại vậy đó ha. Nó đi theo em sáng giờ luôn, tội nghiệp lắm. Để vô lấy cho nó miếng bánh này, nãy ông xã em có mua cho em ổ bánh mì để em ăn á. Để em đi ruộng, mỗi lần đi ruộng là em thích ăn bánh mì không lắm, cho nên là ông xã biết ý á. Mỗi lần em mà đi nhổ cỏ hay là đi làm gì á là ông xã mua bánh mì cho em à. Ừ, đi vô ăn bánh mì nha. Để đi vô ăn miếng bánh mì cô chú anh chị ơi. Sáng giờ không ăn gì chứ cũng đói bụng rồi. Đi. Vô ăn bánh mì nha. Ừ, đi vô cho miếng bánh mì ăn. Đi. Lại đây nè. Nè mẹ. Lại đi. Mày đừng đổ phích nước bây giờ đó. Mỗi lần đi ruộng là ông xã em mua chỗ bánh mì nè cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị mình ăn bánh mì uống trà đường với em nha. Đi ruộng là em thích ăn bánh mì gì nè.
ở nhà rảnh rảnh thì mình còn làm cà phê sữa, cái chấm bánh mì ăn nha, rồi đi ruộng mà mình đâu có làm cà phê sữa được đâu, cho nên là mình ăn bánh mì không nè. Lấy cho miếng nè, cho cái ruột nó ăn đi, để đi theo sáng giờ tội nghiệp nó đi theo em sáng giờ, cho nó ăn miếng. Uống miếng trà đường, uống miếng trà đường. Con mèo nó cũng biết ăn bánh mì nước mọi người ơi. Con mèo Hàn Quốc nó biết ăn bánh mì nữa cả nhà ơi. Thấy cưng quá à, nó ăn bánh mì nè, cho nó ăn cái ruột á. Ăn ơi, nó biết ăn lắm kìa. Đại nghiệp nó là sáng giờ nó đi theo em đi làm, đi nhổ cỏ với em nguyên ngày hôm nay luôn rồi đó cả nhà. Mình đi học và cho nên cũng buồn quá cô chứ anh chị, đi làm có mình anh đuổi thổi một mình à. Bình thường có bé Min ở nhà có hai mẹ con á cũng đỡ buồn. Hồi nãy đang ngồi ăn bánh cái tự nhiên có khách lại chạy chơi cô chú anh chị, bạn của ông xã em lại chạy chơi cho nên là tắt máy quay nói chuyện với mọi người. Bây giờ thì cũng đã xong xuôi hết rồi, đang chuẩn bị đi ra về nè. Thấy cha chồng em ở chỗ đằng chạy bò á, không biết cha đang làm cái gì cho nên đi lại đây coi. Bây giờ để coi cha em làm gì vậy. À, cha em đang nâng cái lồng á, cái lồng lên để bỏ lên cái xe tải á, để ngày mai cha đi bán mấy con bò con đó cô chú anh chị. Cha đi bán bò nghé á. Tại mai em mắc làm mà, chứ không thôi đi theo cha quay cái chợ bò cho mọi người xem mà, cái chợ bán bò bên Hàn Quốc á. Để mai mà nếu mà cha đi trễ á thì em xin đi theo để em quay cái cảnh mà chợ bò của bên Hàn Quốc cho mọi người xem ha. Còn nếu không được thì thôi nha cả nhà. Xe tải nè, để ngày mai buộc mấy con bò lên đây. Para bọn ma bắt tôi suy kích. Mà anh đi nết đi sao? Vậy ra nè nè, apa số nè, hôm nay đi chú tôi cứ tới ô bếc mình ca ca bát lên đây cơ chứ. Mà anh đi nết đi sao? Cứ chứ. Cha nói bán cái con đó đó, cái con đứng này nhìn vô thấy là đúng mà, cái con bự bự cái đầu trắng trắng đó đó. Đó ông, ngày mai chở con bò bự này đi bán nha cả nhà. Cha nói con này chắc bán được tầm 3 triệu rưỡi á. Đúng giá là nó phải 5 triệu tiền hàng á, là có nghĩa là gần 95 triệu mới đủ á. Nhưng mà bây giờ bên hàng á, giá bò con nó giảm nhiều lắm rồi. Cha nói bán tầm 3 triệu rưỡi rồi, là tầm gần 70 triệu thôi, 68 triệu gì đó chứ không có được 70. Tại tiền nó sụp á, tầm 67, 68 triệu cả nha. Chứ đúng ra là phải gần 95 triệu mới đúng giá. Tại bên hàng bây giờ cái giá bò nghé, bò giống nó giảm nhiều rồi. Đó, hồi nãy cha chồng em á là chạy cái máy cày này nè, cái nâng cái lồng này lên bỏ lên cái xe để mai cái cha chở bò nghé đi bán á cô chú anh chị. Đó, bây giờ tới 5 giờ chiều là cha đi cho bò ăn rồi đó cả nhà, để em cũng đi cho bò ăn tiếp cha chồng em luôn nha cô chú anh chị. Vậy em cũng xin kết thúc video ở đây nha cô chú anh chị mình ơi. Tại em mắc đi cho bò ăn tiếp cha chồng em rồi. Cả nhà yêu thương em thì đăng ký kênh nè, rồi like, rồi chia sẻ video ủng hộ cho em với nha cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.